Dạ em xin chào quý vị anh chị đến với video của em. Thì hôm nay em đang ngủ trưa thì có bằng đoạt cách bọn với em đây và gửi cho em đây là chú còn số 05 và 880. Ở số 88 là vừa rồi có một người trúng số 88 nha anh chị. Chúng ăn ngủ nha anh chị, ở gần em là anh Thạch đi cai nha anh chị. Đó, nên cái số này em cũng có lấy một tờ đó. Và mình có gửi lại cho bọn là mình còn 05, tại vì ai lấy cái 05 bỏ qua một bên thấy một tờ mà 4 tờ để ở dưới cho nên là mình không thấy. Cuối cùng là còn 5 tờ 05 và có là một tờ 88 thôi. Đó, và cuối cùng là mình bọn đã gửi cho mình 20.000 đồng. Là lấy 2 tờ thôi. Đó, nếu mà tưởng còn 5 tờ chắc bọn dễ lấy luôn á. Thì bọn mua 2 tờ. Nè 2 tờ nha anh chị của bác 05 và 88 này. Đó. Và bọn đã gửi cho mình nha các bạn, gửi tài khoản cho mình nha bọn. Và mình đã chụp hình 2 tờ dây số này nha anh chị. Đây 2 tờ số này. 261 505 và 002 188. Đó mình đã gửi cho bọn đoạt cái 2 tờ dây số này. Đó mình chụp hình gửi. Đó mình gửi có, mình quay video có. Đây ví dụ ở đây quý vị đó, và mình nãy mình không thấy cho nên mình cũng nhắn tin cho các bạn là mình đó còn 05 mình còn 4 tờ lận mà do mình không để ý, nhưng mà bọn nói thôi mua 2 tờ được rồi, mua 2 tờ thôi. Đấy bây giờ các bạn thấy không, bọn nói là mua 2 tờ thôi và mình ở đây bọn nói là ok. Đó quý vị, mình đã gửi cái đây là cái cái số của bọn đó nha mình. Này số này này 08 này 26150 này mình qua đài Quảng Ngãi nha, ngày 26/8/2023 thứ bảy, rồi bỏ vô cái xét nha. À, bỏ vô cái xét này, bỏ vô trong này làm giữ số cho bọn nha. Đó hai tờ ông giữ như đó ông bọn lấy cái số cũng trùng hợp với mình. Đó mình cũng lấy số 88. Đâu quý vị ra không? Mình đã mình bỏ vô trong đúng là con đài quán trị á, anh Thạch xung quanh cái cài đó trúng 2 tờ ông ủi với 100 triệu á, bỏ vô cái xé rồi nha các bạn. Đây là cái bằng chứng nha anh chị. Đó mình bán dây số của nhà nước, bán dây số của nhà nước là mình mua, người ta chuyển tiền cho mình rồi đó, mình đã đưa tiền cho vợ của mình là dây số để trả nha ta. Đó mình đã khóa lại nha anh chị, đây hai tờ dây số đây. Đó mình mở mình đưa cho quý vị xem thôi rồi mình khóa lại tiếp. Đó mình cũng mua tóm tóm nha anh chị. Đó hai tờ đây, mình biết là mình mở cái đây hai tờ dây số của bọn đoạt này nha anh chị, mình mở ra nha. Đây đây mình hai tờ tóm tóm nha anh chị, thấy không? Và con 26150 nha các bạn. Rồi còn mình đây thì mình lấy cái tờ dây số cũng giống của bọn đoạt đây. À 002188. Đó nha các bạn. Đó, mình bỏ vô đó luôn, khóa lại luôn. Đó, rồi. Đó thì mình cũng nói với quý vị là mình bán dây số này, còn cái đây là cái Zalo của mình. Này mình phải mình những cái gì mà mình vô dịch quý vị anh chị cô bác và hai bên qua lại thì ở trên Zalo nó đều lưu thông tin đây này, cho nên là chúng ta không có an doan gì được. Đó cái xét này mình khóa lại. Đó, ngay ngon rút chìa khóa luôn, không mất dây số nha anh chị. Yên tâm nha anh chị. Đó. Rồi cảm ơn quý vị anh chị xem video của em nha. Có gì anh chị cô bác mình cứ mua thì các bạn Zalo. Đó, có gì quý vị hãy điện thoại cho em. Nhưng khi lo lòm nó không có là điện nhá máy được nha anh chị. Đó là em biết. Đó. Tại vì nhiều khi lo lòm chứ có máy nhiều khi là sửa xe nó vào đó rồi không để ý. Quý vị nhắn tin chứ không thấy, cho nên mình gọi để mình biết nhà má thôi cũng được. Đó, mình biết mình bóc ra mình biết rồi, rồi cái anh này mua dây số nhà má rồi, mình sẽ lấy cái số của anh chị gọi đó, mình sẽ vô Zalo các bạn với anh chị của bác luôn. Đó, rồi mình ân điện trực tiếp luôn, rồi là mình sẽ là nhắn tin qua là Zalo. Đó, mình mua dây số chụp hình quý vị anh chị nha. Cảm ơn quý vị đã xem video và ủng hộ, cảm ơn bạn Đọt đã mua dây số 2 tờ. Chiều hôm nay chúc bọn được may mắn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Em xin tạm dừng video ở đây.